Xin chào tất cả các bạn. Rất được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mạnh Lực Dương. Trên đời này còn điều gì ngọt ngào hơn một nụ hôn dành cho người mình yêu thương? Trong nhiều thế kỷ qua, thì các cặp nam nữ vẫn thường trao nhau nụ hôn để thể hiện tình yêu. Việc hôn không chỉ thúc đẩy mối quan hệ trở nên bền chặt và gắn kết tình cảm, mà nó còn có rất nhiều tác dụng kỳ diệu với sức khỏe khác nữa. Hãy theo dõi video sau điều rõ hơn về vấn đề này. Một, chính là bảo vệ sức khỏe răng miệng. Khi hôn nhau thì sự kết hợp giữa hai bộ phận là môi và lưỡi có khả năng kích thích sự tăng tiết nước bọt. Lượng nước bọt này không chỉ giúp cho quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn mà còn góp phần loại bỏ các loại vi khuẩn và mảng bám cứng đầu trên răng ra khỏi khoang miệng. Ngoài ra khi hôn thì độ pH của nước bọt là trung tính và vì thế nó có tác dụng phòng chống các bệnh về nha khoa. Thứ hai, chính là giảm triệu chứng dị ứng. Một nghiên cứu được xuất bản vào năm 2006 tại tạp chí Nghiên cứu Tâm thần cho thấy rằng nụ hôn kéo dài 30 phút có thể làm giảm các triệu chứng ở những người bị bệnh tràm và dị ứng theo mùa nhẹ. Bên cạnh đó thì hôn cũng làm giảm các triệu chứng dị ứng như là chảy nước mắt và hát hơi. Ba là giảm đau bụng kinh và đau đầu. Nụ hôn là giải pháp tuyệt vời khi bạn bị nhức đầu hoặc là chuột rút trong chu kỳ kinh nguyệt. Thay vì chỉ biết cuộn tròn người chịu đựng đau đớn, hôn sẽ giúp cho giãn nở mạch máu và làm giảm đau một cách tự nhiên. Vậy nên mà khi mà bạn nhức đầu, thay vì từ chối khi anh ấy muốn âu yếm, bạn hãy thử tận hưởng nụ hôn say đắm có khả năng làm bạn giảm cơn đau đầu đáng kể đấy. 4. Là hạn chế cơn đau rất tốt khi hôn thì cơ thể giải phóng oxytocin giúp giải tỏa cơn đau mãn tính và các nhà nghiên cứu đã cho rằng loại hormone này cũng có khả năng làm giảm lo âu và trầm cảm. Mà những vấn đề này thường là kết quả của bệnh đau nhức mãn tính gây ra. Đồng thời cảm giác hưng phấn có được khi hôn sẽ khiến cho chúng ta nhanh chóng quên đi cơn đau mà khó có một loại thuốc giảm đau nào có thể mang lại. Năm là giảm căng thẳng. Cảm giác sau khi hôn không chỉ khiến cho bạn lâng lâng mà qua nghiên cứu của một số cặp đôi yêu nhau còn cho thấy rằng nồng độ các hormone gây căng thẳng oxytocin và cortisol đều giảm sau khi hôn khiến cho họ thoải mái hơn rất là nhiều so với khi nắm tay. 6 là tăng cường hệ miễn dịch nụ hôn có thể kháng lại một loại virus cực kỳ nguy hiểm trong thời gian mang thai và giúp trẻ sinh ra được an toàn hơn. Ngoài ra, hôn còn giúp cho tăng cường hệ miễn dịch khi mà truyền một số bệnh nhẹ qua đường miệng một cách tự nhiên. Tuy nhiên, nếu người yêu có các bệnh tiềm ẩn thì bạn nên hạn chế gần gũi vì hôn cũng có thể làm lây bệnh bạch cầu đơn nhân, viêm họng, mụn rộp và các bệnh khác. 7 là hạ huyết áp hôn không chỉ tốt cho cảm xúc của bạn mà còn có tác dụng tương tự việc tập thể dục khi hôn thì nhịp tim có thể đập nhanh hơn thúc đẩy tuần hoàn máu làm giảm huyết áp nó làm giãn nở mạch máu dẫn máu đi nuôi các cơ quan nên là rất tốt cho sức khỏe tám là đốt cháy calo rất tốt các chuyên gia y tế đã chỉ ra rằng với những người muốn giảm cân, nếu họ hôn nhiều lần trong một ngày thì quá trình này sẽ nhanh chóng thu về hiệu quả. Điều này được lý giải bởi nụ hôn có khả năng xua tan hoàn toàn cơn đói. Bên cạnh đó, nó còn giúp đốt cháy lượng calo khá lớn. Khóa môi say đắm trong vòng 30 phút có thể đốt cháy từ 8 đến 16 calo. Vậy nên bạn hãy hôn và quan hệ tình dục mỗi ngày. 9. Là tốt cho cơ mặt Miệng là nơi tập trung rất nhiều cơ mặt nên khi hôn thì các cơ sẽ được làm săn chắc. Một nụ hôn sâu có thể tạo cho mình hình cổ và hàm dưới giúp cho bạn tránh được các dấu hiệu lão hóa. Thêm vào đó, nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng những người đàn ông được vợ cha cho nụ hôn ngọt ngào trước khi đi làm sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Và nếu họ rời khỏi nhà trong hạnh phúc, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn khi không cảm thấy buồn phiền, từ đó sẽ kiếm tiền nhiều hơn nụ hôn làm cho bạn tự trọng và có cảm giác được yêu cũng như được kết nối với mọi người hơn vì quan hệ tình dục rất là tuyệt vời khi mà một số người cũng còn làm một cách hồi hợt và qua loa thế nhưng khi mà hai người hôn nhau họ lại có thể kết nối tâm hồn và trở nên thân mật hơn nụ hôn chính là sợi dây kết nối trái tim và tinh thần vì đó là cách đáng yêu để thể hiện và cảm nhận được tình yêu một nụ hôn lãng mạn mỗi ngày thực sự có thể giúp bạn khỏe mạnh và không phải gặp bác sĩ Quý vị và các bạn thân mến, ngoài thông tin trên thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn về mãnh lực dương. Sản phẩm này được bán với giá dao động khoảng 850.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Công dụng của mãnh lực dương là giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý ở nam giới, giúp làm giảm nguy cơ mãn dục nam, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối do thận hư. Cách sử dụng như sau: Uống 2 lần, mỗi lần một viên vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn 30 phút. Đối tượng sử dụng là ai? dùng cho nam giới trưởng thành suy giảm chức năng sinh lý đau lưng mỏi gối do thận hư. Cảnh cáo sức khỏe như sau, không sử dụng cho nam giới dưới 18 tuổi, những người mẫn cảm với bất kỳ một thành phần nào của sản phẩm, không nên uống rượu bia khi sử dụng vì sẽ làm giảm tác dụng của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Các bạn có thể mua sản phẩm qua hotline hoặc giá lô số 089 991 8585 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh mãnh lực dương và chung thông báo ở phía bên phải màn hình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn